Trẻ em là đối tượng nhạy cảm, dễ bị bệnh nhất khi xảy ra rét đậm hoặc rét kéo dài do trọng lượng cơ thể thấp, khả năng sinh nhiệt để duy trì nhiệt độ cơ thể hạn chế và dễ bị các biến chứng do nhiễm lạnh, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Những ngày này khi thời tiết buổi sáng dưới 10 độ, hai con trong độ tuổi mầm non được nghỉ học, anh Tiến cũng nghỉ làm để ở nhà chăm sóc con. Dù ở trong nhà nhưng anh rất chú ý đến việc giữ ấm cũng như cho con tăng cường vận động để đảm bảo sức khỏe rét như này thì không cho các cháu ra ngoài chơi, chỉ ở trong nhà đây và phải có đèn sưởi để cho các cháu ấm. Và các nếu mà đi đâu có việc thì là phải khăn mũ đầy đủ. Về dinh dưỡng thì đồ ăn, thức uống các thứ thì đều phải hâm nóng lên cho cháu và đủ dinh dưỡng. Trong khi trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, thì thời tiết giá rét cũng tác động lớn đến sức khỏe người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính. Trời rét, người cao tuổi dễ mắc các bệnh như viêm phổi tắc nghẽn, cảm lạnh, cúm. Trong khi đó, các bệnh mạng tính như hen xuyễn, thấp khớp, viêm loét dạ dày, tăng huyết áp cũng tiến triển nặng. Đặc biệt, tăng huyết áp dễ gây đột quỵ. Do đó, việc chú ý giữ ấm cơ thể, đảm bảo chế độ ăn uống đủ chất, luyện tập thể dục nhẹ nhàng được người cao tuổi rất chú trọng. Chân đáp rồi quần áo các thứ là gầy dép, nói chung là cũng phải có chuẩn bị đầy đủ hết thế thì như, như cả những cái mũ này thế cho nên là tất cả về mùa ấm là mùa rét này là chúng tôi cũng cứ theo là tất cả kể về ăn uống là những cái gì mà nó đảm bảo mà nó đảm bảo cho ấm ấm là chúng tôi ăn ban ngày ấy là mình phải mặc áo ấm tối thì cái thứ nhất là mình khi đi ngủ phải đảm bảo về vấn đề nhất là chăn rồi các cái này để cho nó ấm con người là giữ để giữ nhiệt những cái lúc mà nó rét quá thì cũng không lên ra ngoài chỉ vận động ở trong nhà trong thời tiết lạnh thì cũng có sự khuyến cáo đối với các cụ như là thường thường xuyên là phải giữ ấm khi thời tiết thay đổi thứ hai là uống thuốc để điều trị những bệnh mãn tính thường xuyên đều đặn để tránh phòng và tránh là khi thời tiết thay đổi nhiệt độ giảm thì cái tình trạng mắc bệnh lý nó tăng lên tránh lạnh đột ngột nhất là khi về đêm về sáng là các cụ hay dậy đi vệ sinh thì lúc đó thường xuyên phải có người nhà đi kèm để phòng những cái trường hợp là tai biến đột ngột xảy ra đối với các cụ, đặc biệt là các cháu nhỏ ấy thì cái nhiệt độ ở trong phòng ấy thì phải đảm bảo cái nhiệt độ ấm trong phòng cho các cháu. Và thứ hai là cái chế độ ăn uống của các cháu thì cũng phải là khuyên cáo các bố mẹ là uh, chú ý là cho các cháu là mùa này là phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và ăn tăng hoa quả để tăng cái sức đề kháng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Trong giai đoạn này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Cùng với việc chủ động các biện pháp giữ ấm thích hợp, ăn uống đủ chất để đảm bảo sức khỏe, người dân cần trang bị các thiết bị sưởi ấm an toàn thay vì đốt than, đốt củi để sưởi ấm. Nếu thời tiết quá lạnh, buộc phải sử dụng than trì thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, cần mở hé cửa để đảm bảo thông khí và chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức, không dùng sưởi qua đêm và đóng kín cửa.